Dấu hiệu chứng tỏ bạn mang thai. Nhận biết các dấu hiệu mang thai ngay từ những ngày đầu giúp bạn chủ động trong việc chuẩn bị làm mẹ. Trước khi tới khám để bác sĩ kiểm tra, bạn có thể theo dõi và nhận biết thông qua các dấu hiệu sau. Chậm kinh, dấu hiệu đầu tiên dễ dàng nhận thấy. Que thử thai, khi thấy chậm kinh, bạn có thể dùng que thử để kiểm tra. Nghén, một số mẹ sẽ nghén rất nhiều, buồn nôn, chóng mặt, không muốn ăn, thèm đồ chua. Cương ngực, đây là phản ứng do nội tiết tăng lên và cũng là một phần cho sự chuẩn bị tạo sữa. Cơ thể bắt đầu tích nước, có thể tăng cân, mệt mỏi, buồn ngủ. Tuy nhiên, có mẹ bầu nghén thì buồn ngủ, có người nghén lại mất ngủ, thèm đồ ăn cũng có thể khác nhau. Xuất hiện cơn đau bụng báo hiệu thai làm tổ. Bạn sẽ đau từ rất sớm, có thể trước khi phát hiện chậm kinh. Cảm giác đau giống như trong kỳ kinh, nhưng nhẹ hơn, kéo dài một ngày hoặc lâu hơn một chút. Da ít máu âm đạo là kết quả của trứng được thụ tinh gắn vào thành tử cung, xảy ra khoảng 8 đến 10 ngày sau khi rụng trứng.